Chỉ vì mâu thuẫn với một cô gái 20 tuổi, người đàn ông đã âm thầm hãm hại nhờ người bỏ ma túy vào nhà và xe của nạn nhân. Qua điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Hữu Thêm, 34 tuổi, làm việc chung với một cô gái làm nghề mua bán chó mèo cảnh trên mạng xã hội. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thêm bàn với bạn là Đỗ Xuân Khánh, 31 tuổi, mua ma túy, lợi dụng thói quen của cô gái để gài ma túy vào lỗ thông gió trong nhà và trong xe của nạn nhân sáng ngày 3 tháng 2, thêm sử dụng một tài khoản Facebook liên hệ đặt mua chó cảnh và yêu cầu giao đến địa chỉ phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhờ cô gái trên đường đi ghé thêm một địa điểm nhận giúp hai gói bánh tráng đã bị thêm cho người giấu ma túy sẵn trong đó. Sau đó thêm tố giác với công an phường. Từ tin báo, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị xác lập chuyên đề để đấu tranh làm rõ bản chất của vụ án. Qua công tác đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng thực hiện hành vi mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy, bỏ ma túy vào người khác để hãm hại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 đối tượng này, còn cô gái được cơ quan chức năng xác định là không liên quan đến số ma túy thu giữ và được trả tự do.